Hiểu chưa? Hàm trim là hàm loại bỏ tất cả những khoảng trắng ở hai bên. Nhưng mà nếu tôi thay toàn bộ khoảng trắng này bằng dấu phẩy thì bây giờ thì sao? Đúng không? Tôi muốn loại bỏ tất cả các cái dấu phẩy ở hai bên thì tôi sẽ phải thay như này: trim x phẩy string nhá, phẩy dấu phẩy. Kết quả vẫn tương đương đúng không? Nếu tôi không có cái đoạn này, trong trường hợp tôi không có cái đoạn này thì có chạy không? Có chạy không? Nhưng mà nó sẽ hiện y nguyên như này đúng không? Thấy không? Nhưng mà bây giờ tôi thêm cái đoạn này vào thì nó loại bỏ toàn bộ cái ký tự này ở hai bên. Đúng không? Được chưa? Đó. Cho nên là nếu tôi muốn chỉ muốn loại bỏ bên tay phải thôi thì tôi sẽ là R, right. Đúng không? Bên trái thôi thì là L, left. Đúng chưa? Cái gì? Under cái quái gì vậy? Mày ngáo à? Đây là string mà. Được chưa? Một cái gì? Ví dụ như con kia là 6 dấu phẩy, 7 dấu phẩy nhé. Bây giờ mình muốn cắt một cái rồi. Cắt một cái rồi cuối cùng nghe à? Hình như là có đấy, có hàm đấy. Substring. Substring thì cắt hết mà. Cắt từ đâu đến đâu? Ông chỉ yêu bài toán của ông chỉ là cắt ký tự cuối cùng thôi đúng không? Thì là substring. Cắt từ vị trí số 0 đến vị trí strlen-1. Đúng không? Đó, thiếu gì cách làm đâu. Xóa ở giữa không xóa được, không có hàm nào hỗ trợ cái việc đấy. Nếu mà đã xóa ở giữa ấy, Không phải. Nếu mà xóa ở giữa ấy, thì là xóa hết luôn còn gì nữa. Thì là loại bỏ toàn bộ. Ông muốn xóa hết khoảng trắng ở giữa các từ đi hả? Replace. Đúng không? Đấy. Cái cách mà chúng ta áp dụng á, là chúng ta mặc dù những cái hàm chúng ta đã dùng rồi, chẳng qua là bây giờ chúng ta dùng nó như thế nào, dùng vào trường hợp nào thôi. Đúng chưa? Đấy, giỏi hay dốt, lương cao lương thấp nó phụ thuộc vào cái điều đấy. Chúng ta sẽ xử lý vấn đề như nào. Được chưa? Rồi, thì bây giờ các bạn đã hiểu L-trim, R-trim rồi đúng không? Thế tôi dùng R-trim này. Tôi cắt cái ký tự dấu phẩy ở dưới cùng đi. Đúng chưa? Hoặc là nếu mà bây giờ tôi thích cái này nó đẹp, tôi thêm phẩy cách thì ở đây cũng thêm một cái dấu cách vào đây. Được chưa? Tôi xếp xuống, bây giờ cái câu lệnh SQL của tôi sẽ trở thành. Mất chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi, đây là một thủ thuật để xây dựng ra câu SQL. Tiếp theo tôi sẽ cộng đến cái value đúng không? Value SC, xong rồi mở ngoặc như này luôn đi cho nó tiện. Chuẩn không? Đúng chưa? Sau đó tôi sẽ có là $SQL sẽ cộng bằng với string này, đóng ngoặc như này đúng không? Còn giá trị là nó nằm ở giữa. Đúng không? Giá trị bây giờ sẽ nằm ở giữa, nhưng mà sinh nếu mà đều đến lúc này chúng ta có câu lệnh là như này. Ủa. Value này. Ôi giời ơi. Syntax error và đàm. À tôi chưa có dấu chấm phẩy. Đây. Đây, tôi sẽ viết nhét cái phần nội dung các giá trị tương ứng vào trong này đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành va đâm thử cái biến student này trước nhé. Đây chúng ta sẽ có cái này. Cái này nó có những cái thuộc tính là name này. Ở đây nó sẽ có những thuộc tính là ID. Các bạn nhìn thấy giá trị của ID bằng 2 không? Name bằng Nguyễn Hồng Quang, email bằng Quang cái gì đấy. Đúng chưa? Bây giờ tôi làm sao tôi phải bê được những cái giá trị tương ứng ở đây, tôi nhắc, tôi đặt vào trong cái cặp này. Đúng không? Để insert mới mà. Chuẩn chưa? Thì giờ làm nào? Để đặt vào. Mà mọi thứ nó vẫn code là tự động, code một lần nó dùng cho tất cả các cái model khác nhau. Thì làm nào được cái đấy? Không phải thêm hàm. Không phải thêm bất kỳ cái hàm gì cả. Làm nào? Nào, để ý này. Bây giờ các bạn coi nhé. Tôi có một cái này.
Xem này, tôi tạm thời chưa động đến cái hàm này. Tôi có cái biến student này, đây tôi va đâm ra giá trị đúng không? Đúng chưa? Rồi, coi này. Tôi có student trở đến name. Tôi echo cái này ra. Có ra giá trị không? Ra Nguyễn Hồng Quang đúng không? Đấy. Đúng chưa? Lấy giá trị của thuộc tính ra thôi. Đúng chưa? Nhưng nếu mà bây giờ tôi làm như này có được không? Có lấy được không? Trang, có lấy được không? Có lấy được không? Đã nhìn đến cái này bao giờ chưa? Thế bây giờ nhìn thấy lỗi đúng không? Rồi xong, lỗi, thống nhất lỗi. Thế nếu mà bởi vì tôi đang muốn như này này, dựa vào các cái cột này, tôi muốn lấy ra các cái giá trị của cái thuộc tính tương ứng. Cái giá trị string ở đây này, string ở đây đúng không? Các phần tử này là string. Thì tôi sẽ muốn lấy ra các cái phần tử tương ứng thì liệu có lấy được không? Câu trả lời là lấy được. Bằng cách rất dễ thôi. Cái này tôi thề với các bạn chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Và cách đây độ khoảng hơn một năm tôi cũng chưa nhìn thấy cái này bao giờ luôn. Sau rồi tôi mò mãi cái ra cái này. Nào các bạn xem này. Nó sẽ chuyển cái chuỗi này thành một cái đoạn code trong PHP. Cái này tương ứng với cái này. Hai cái này bằng nhau. Kết quả như nhau. Đấy, ý nghĩa của nó đấy. Thằng này luôn luôn hỏi, không bao giờ chịu nghĩ. Tôi nói thật đấy, ông nên nghĩ trước khi hỏi. Cái thứ mà người ta đã đưa cho đến tận mồm rồi, bây giờ chỉ việc vào cơm và mồm mà ăn và nhai chứ không làm được thì tôi cũng không hiểu luôn. Động não đi xem nào. Động não đi xem nào. Đây bay đây. Để mở lại cả student luôn. Cái thứ mà người ta cố gắng đưa cho rồi thì phải động não đi, sau này đi làm thế. Bao giờ trước khi hỏi cũng phải nghĩ đi đã rồi mới hỏi, hoặc tìm hiểu trước đi rồi mới hỏi. Đừng bao giờ cứ nhìn đến người ta bảo làm thế này, làm nào anh, tôi làm mẹ đi cho nhanh. Tao thuê mày làm gì nữa, đúng không? Đây. Cộng với cái vừa rồi. Anh không nghĩ ra. Không nghĩ ra gì không? Có cái cột này. Các phần tử của nó chính là tên, là cái thuộc tính này. Các phần tử nằm ở trong này là các cột rồi. Có cái cách dùng như thế này rồi. Mà còn không làm được nữa thì cũng chịu thôi. Nhét vào đâu? Bê y nguyên cái này xuống. BI xì kẹt cái này xuống. Chứ nó có cái gì gọi là khó khăn mà kinh khủng đâu. Đúng chưa? SQL sẽ bằng string này phẩy cộng với phẩy đây. Mình sẽ có là this trở đến đóng mở ngoặc nhỏ của cái đô la côn. Rồi cộng với cái dấu này. Đấy là cái tội bị chửi vì sao không bao giờ chịu nghĩ. Đó. Mọi thứ cho sát đến răng rồi. Thử nhá, xem có ra không nhá. Ôi giời. Object of class student could not be converted to string by model là 19. Đây là cái này, không phải do comment đâu. Cái này là chúng ta đặt lẫn lộn. Do chúng ta đặt lẫn lộn cái thuộc tính lẫn cái string vào đây, nó bị lẫn cái dấu này. Cho nên nó bị báo lỗi. Thì ở đây chúng ta sẽ là như này. Cộng chuỗi, zip trở đến côn.
xong rồi cộng chuỗi, viết như này cho khóa. Đây là cái string này thì là chỉ cộng thêm một cái gì thôi, một cái dấu phẩy ở ngoài thôi, được chưa? Ở trong này là cộng với lại một cái giá trị, đúng không? Đóng cái dấu phẩy đơn, thêm một dấu phẩy ở dưới, rồi cộng thêm vào. Đó, đây, kết quả đây. Được chưa? Cái này thì lại Rstream. Nào. Nào. Nghĩ đi nha, từ sau làm cái gì phải nghĩ đã. Xem là mình áp dụng được cái đấy vào trong bài toán của mình không. Được chưa? Rồi cái này mình lại Rstream tiếp. Hết vòng lặp lại Rstream. SQL bằng cái này. Sau đó chúng ta va đầm cái câu SQL kia ra là trở thành một cái lệnh rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà ngoài ra chúng ta còn một cái nữa, đó là nếu bây giờ vấn đề nó sẽ là như thế này. Thứ nhất là chúng ta đồng ý với tôi là có thể sinh được ra câu lệnh như này dựa vào các cái vừa rồi cái côn kia rồi, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà nếu cái email này nó bằng null, tức là giá trị của cái đối tượng của thực thể ấy, cái cột email, cái thuộc tính email nó không có, đúng không? Thì chúng ta sẽ để cái này, cái đoạn này này, nó sẽ là thành phẩy phẩy, thành hai cái phẩy phẩy, đúng không? Do đó nhiều khả năng nó sẽ bị lỗi. Thì tôi sẽ phải làm như này, kiểm tra if $this trở đến đóng mở ngoặc, phần đóng mở ngoặc nhọn, $col bằng null. À, khác null thì mới chạy cái này. Khác null thì mới chạy câu lệnh này. Được chưa? Khác null thì mới chạy. Và tôi bê cái này lên tương tự ở trên này. Bởi vì số lượng cột và số lượng value và số lượng tên cột nó phải bằng nhau, đúng không? Ví dụ tôi sẽ làm như này. Ví dụ ở đây nhá, là thằng email này nó có giá trị thì nó sẽ ra cái này, đúng không? Bây giờ tôi xét lại cái giá trị cho thằng đối tượng student của chúng ta. Đây, $student trở đến email, trở đến email bằng null, thì nó sẽ bỏ luôn cái thằng này đi, bỏ luôn cái value này đi. Tiếp theo nữa là bỏ luôn cái cột email này đi. Thấy chưa? Thì đây, câu lệnh của chúng ta đây. Thấy không? Mất email rồi. Mất luôn cái giá trị email rồi. Đúng chưa? Bởi nó bằng rỗng rồi thì chúng ta không phải insert nó vào làm gì cả. Được chưa? Đó. Đó, thấy là xây dựng xong câu lệnh SQL để chúng ta tiến hành insert dữ liệu. Việc còn lại thì có làm được không? Hả? Việc còn lại có làm được không? Gì? $STMT bằng $ZIP cho đến con cho đến repair cái câu lệnh SQL kia vào. Sau đó STMT trở đến execute. Cái này là xong và return true. Rất nhanh. Bây giờ nếu trong trường hợp tôi muốn tạo một đối tượng mới, ví dụ trong cái cơ sở dữ liệu chúng ta đang có bằng ngày tháng, Nguyễn Hồng Quang này, Cao Quang Gánh này, Dương Văn Giang này, được chưa? Bây giờ thêm một cái đối tượng nữa, ví dụ student bằng new student đóng mở ngoặc, student cho đến name bằng Nguyễn Thị Hậu, student cho đến email bằng hậu nguyễn @gmail.com, student cho đến gì, đến gì nữa? Birth date bằng 998 trừ 021 trừ 02 ngày 2 tháng 1 năm 1998, ví dụ thế. Đặt ticket lên, address quê ở Lào Cai, ví dụ vậy. Tiếp theo là gender là nữ, là 2 đúng không? Mang giá trị là 2. School
thủy lợi. Rồi, đi sớt xuống. Bây giờ xem nhá. Xong, không có gì đúng không? Đúng chưa? Insert vào giữa hai cái bản đi qua trước thì có được. Insert làm sao được? Phải liên thuyên. Nó đã tự tăng rồi, insert thì nó tự động đánh index tiếp theo, thì làm sao insert vào giữa được. Tất nhiên nếu mà cố tình xóa thằng số 3 này đi, insert một cái bản ghi có ID bằng 3 này vẫn được. Nhưng mà chẳng ai làm thế cả. Làm thế thì sẽ bị loạn data. Hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà làm này thì nếu mà mình insert linh tinh thì câu lệnh SQL không đi. Insert linh tinh là như nào? Thêm dấu phẩy vào. Thêm dấu phẩy vào đâu? Bằng làm 2 giảm đi. Đến lúc này nó sẽ có kiểu hay chính xác. Nhưng mà vẫn đi sơ được. Tin không? Thử nhá. Phẩy này. Đúng chưa? Thế nên nó trừ 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 thì còn nói làm gì? Trừ trừ thì việc đấy mình phải validate trước khi thực hiện câu SQL, trước khi vào đến đây. Nó sinh ra cái validate là để làm sạch dữ liệu. Đúng không? Không thì sinh ra làm quái gì. Nhưng mà nếu mà bạn chỉ đơn giản thêm dấu trừ vào đây vẫn chạy. Nguyễn Thị Thủy này. Thủy Nguyễn này. Chạy nhá. Đây. Vào cái phẩy đấy. Biết vì sao? Nó là string. Thêm dấu trừ trừ vào cũng chạy. Tin không? Ở đây làm trong string mà. Sao? Được chưa? Bây giờ tôi sẽ up cái code này lên, các bạn đọc và cố gắng viết lại cho tôi hàm update. Update lesson 27. Viết cho tôi hàm update. Hàm insert nó khá là phức tạp. Nhưng mà thực tế ra là cái logic của nó không khó đến mức mà chúng như chúng ta tưởng đâu.
Xong chưa? Dễ mà. Chúng nó làm được, mình cũng làm được. Không phải xoắn. Quăng nha. Ngâm cứu gì lâu đấy. Khó quá. Mấy đứa học đến đệ quy ra bọn này khóc thét luôn. Bao giờ nghĩ mình sẽ viết lại được cái cây giá phả trên web không? Cây giá phả là gì? Giá phả nhà mình. Từ đấy ông tổ cho đến đời con cháu các thứ kiểu 4, 5, 7, 10 đời. Tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy quyển giá phả của tôi. Quy thường thường giải quyết những cái vấn đề về truy nốt đây. Đi làm mình phải tự đọc một cửa đấy không, hay là mình chỉ đọc một phần bằng tảng nào đấy chuyên nào đấy không? Đúng rồi, đi làm thì nên cố gắng làm cái thứ mình làm tốt nhất, sau đó làm ổn định ở đấy rồi nếu muốn thay đổi về môi trường thì có thể học thêm những cái kiến thức khác. Còn nếu mà chỉ dậm chân tại chỗ thì lương bao giờ tăng, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như sau này ông vào FPT Software chẳng hạn, 5 năm lương vẫn 5 triệu. Làm 5 năm lương vẫn 5 triệu. Cả đời là tự cố. Còn con này chỉ dạy MVC cơ bản, chứ MVC Composer các thứ kiểu sắc học khóc thét. Trước ở đây khóa 1706 có 1706 có 3 đứa học biểu chính đấy, 3 đứa học biểu chính, xong rồi sau đấy một thằng nó pass vào Franza, xong nó kéo thêm được một thằng nữa, là 3 thằng đấy có 2 thằng vào Franza, sau đấy là có một thằng còn lại thì nó vào Lumina, ngon phết. À, đống biểu chính chẳng nhớ đấy, nhưng có ba thằng đấy, Thái, Tuấn, Thắng,
vào from ra lương cao, làm nhà. Thì... À đấy, chết, quên chưa gửi cái CV của Thủy đi. Quên, xin lỗi. Chồng, chồng ngó cái gì đấy. Ừ? Cái gì? Để làm gì? Cái gì? Bán nhà. Bán nhà đầy. Bao nhiêu tiền? Không đủ. Chụp cái nhà. Điên này, đã có đã chụp Việt Lốt được khoảng 100 tỷ mua cái nhà 1.5 tỷ. Rồi mua cái nhà khoảng 20-30 tỷ. Ở cho sướng. Mua được khoảng 3 cái thôi, 2 cái cho vay, à bên nhầm 2 cái cho thuê. Một cái mình ở, lấy tiền thuê nhà để tiêu. Mình nghỉ hưu sớm. Mua 2-3 cái. Chục tỷ để một khoản 50 tỷ đúng không? Ừ. Lại gửi, lại trả cho gửi ngân hàng. Không. Đến lúc đấy mình cứ để tiền trong nhà để phòng tiền gì đấy. Để 50 tỷ cho cả. Ừ. Mua vàng chẳng hạn để trong nhà gửi ngân hàng hoặc là đầu tư. Bitcoin. Ừ. Học những cái thằng có tiền chẳng ai đâu dạy đầu tư vào Bitcoin. Dù tôi có thể mua được khoảng 50% à 5% cổ phần của FPT chẳng hạn, ví dụ thế, hàng năm ăn cổ tức. Wow. Mua cổ phiếu á? Ừ, mua cổ phiếu được hả? Còn tiền ăn ở hàng ngày thì đã có hai cái nhà cái lo rồi. Sao tiền chưa kiểu khác? Ừ, gì? Vẫn là cái 20 tỷ thôi. Ừ. Nhưng mà nó ở ngoài mặt đường, ở gần trung tâm Hà Nội. Xong làm gì? Mình mua được khoảng 2 căn như thế. Ừ. Mình mua được khoảng 2 căn. Tôi không thích buôn bán. Tôi bao giờ có 100 tỷ tôi tính tiếp nhé. Mày mới bán bỏ xác này. Không, bán chẳng xưa lời lại, bán gì thử mà. Bán chưa cứu lạch này, bên này hơi răng. Rùa. Rùa. Sắp một bên nữa. Chuột, các thứ các thứ. Cho con, cái con gì xanh xanh. Chạy tới quanh nhà. Kỳ đà, kỳ nhông. Thêm đây luôn. Thầy mà luôn con rùa mà nó đẹp, đẹp ra. Rùa đến bao giờ mới đẻ được vậy? To, to bằng cái máy tính đẻ không? Ừ, khoảng 50 năm. Không, 5 năm mà đẻ được rồi. 5 năm. Còn thầy mua luôn con giống này đi, mua con to về luôn có thể. Ủa, thôi dẹp đi. Nhưng mà cắt lắm. 200-300 triệu con. Sau 5 nó đẻ được một con. Lõm mẹ tiền. Đẻ 5 là 9 triệu. Đến đây có đồng mua. Giờ mình chỉ có không có đồng mua để tôi báo không có đồng con nữa. Alo. Ờ ok, tí nữa nhé. Bây giờ tôi đang bận tí. Ừ. Xong chưa? Lâu thế?
Không sửa cái gì? Không sửa được cái gì? Câu đánh đúng mà nó không sửa. Chạy được hay không mà va đâm cái câu SQL ra. Mình insert dựa vào ID thôi, update table set cột bằng giá trị. Sau đó là thêm cái where điều kiện ID bằng cái this ID vào là được. Mình cứ quy định với nhau là để dùng cái hệ thống này thì tất cả các cột, à, tất cả các bảng phải có primary key là đặt tên là ID. Cốt đi quang ngắm gì ngắm lâu thế, thôi làm đi cốt đi. Thì đó là cái volume đây à, này à, đây à, này à, đây nhá. Ở trong cái student này mình có một cái thuộc tính tên là column nhá. Trong này là một cái mảng gồm các cái phần tử là string. Nó, mình sẽ định nghĩa lại các cái cột ở trong các cái cột tương ứng ở trong cái bảng mà cái student đại diện nhá. Đến đây thì hiểu rồi đúng không? Được chưa? Xong sang đến đây thì đây mình sẽ hiển thị ra cái cột đấy. Ví dụ name vào đây thì name vào đây. Đúng không? Được chưa? Nhưng mà cái này ấy giúp mình sinh ra cái ngoặc ở đầu là cái đoạn này này. Ví dụ tôi tiến hành va đâm ra các bạn sẽ thấy là gì, SQL và đài ở trên nhầm đây, nó sẽ giúp mình sinh ra cái đoạn này insert into này student thì rõ rồi nhá. Xong các cái này, những cái này thì mình sẽ sinh ra bằng cái đoạn ở trên này for exist column đúng không, phần lần đầu tiên chạy vào cái name nhá, đúng không? Sau đó mình kiểm tra nếu cái đối tượng cái thực thể này mà có cái thuộc tính name khác giống thì mình sẽ SQL cộng với cái name vào rồi cộng với chấm phẩy đúng không? Phẩy đúng không? Đến vòng thứ hai là thuộc tính là cột email đúng không? Thì mình lại kiểm tra xem là nếu cái thực thể này ở phần tử ở thuộc tính email nếu không có giá trị thì bỏ qua, còn nếu có giá trị thì lại cộng cái cột này vào. Được chưa? Cho đến hết thì thôi. Được chưa Giang? Rồi tiếp theo đoạn dưới này thì nó phục vụ cho cái phần này, cái phần này value đúng không, phục vụ cho cái phần này thì mình sẽ có gì, lại for x cái column này kiểm tra xem nếu phần tử nếu thực thể này có cái cột và có cái thuộc tính name, lần đầu tiên vào thì là name mà có thuộc tính name mà khác rỗng, khác null thì cái SQL này sẽ cộng bằng với một dấu phẩy này, cái này này, nó chính là cái này, chính là cái phẩy ở đầu này, được chưa? Sau đó là cộng với cái gì, this trỏ đến đóng mở ngoặc tương đương với cái này, tương đương với cái vòng đầu tiên thì tương đương với cái này, mà cái này thì vừa rồi tôi vừa show rồi đúng không? Thì nó sẽ lấy ra giá trị của thuộc tính name của cái thực thể, được chưa? Vòng thứ hai là lấy giá trị của thực thể của thuộc tính email, tiếp theo là birth date, address, gender và school, đúng nhá. Và lấy xong thì mình sẽ có gì, cộng với một dấu phẩy ở đây và cộng một dấu và một cái đóng ngoặc string là của cái phía sau này, ở phía sau này. Yeah. Và cộng với thêm cái dấu phẩy, dấu cách để cách nó ra. Được chưa? Có thế thôi. Còn cái value mà ngoặc. Đây, cộng chuỗi. Tôi cộng chuỗi đấy nha. Chấm bằng đúng rồi, ồ hay. Đọc đến bây giờ chấm bằng là cộng chuỗi. Có hai cái ngoặc nhiều nữa. Hả? Đây, nó là sinh ra cái này. Đây như đúng không? Bởi vì cái đằng trước này này, cái ngoặc mở ngoặc đằng trước là tôi cộng rồi, thêm rồi đây này, đúng chưa? Dễ mà,
nay mình không làm được hàng update thì vứt. Bao giờ có đứa đọc cho tôi được cái hàm update thì cho nghỉ sớm. Còn không thì ngồi bao giờ có đứa làm được thôi. Tí tôi xuống mua anh mì. Được chưa, xong chưa? Buổi sau chúng ta bắt đầu sang MVC nhé. Không tự ôn là không có thời gian ôn đâu.